Xin chào các bạn, mình không phải là người biết đánh pizza nhưng mà mình là một fan cùng của pizza, đặc biệt là pizza bún bi. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các thước phim về các góc đánh pizza bún bi, đặc biệt là các góc đánh pizza thành tứ giác tam giác cực kỳ đẹp và cực kỳ lạ. Mời các bạn cùng theo dõi các cơ thủ sẽ đánh như thế nào nhé. Mời các bạn cùng theo mình. Các bạn xem đây, màn mở đầu rất là thành công và rất là đẹp nhé các bạn. Một điểm cho Ngô Ma Vương. Ôi giời, chắc ba bi mà hiền bi thế này thì có mà giết em đi. Giết cái gì mà giết? Xịt tí may mắn. Rồi. Như thằng giặt quần. Đi thao cờ nghỉ sớm để làm cái 8 hay xong luôn. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sao như chùm nho thế này? Trời ơi, đậu quá dở. Xong cọc salon rồi. Trời ơi, kéo chứ bị còng như trái chuối. Kéo cầm như trái chuối. Ôi trời ơi. Thằng Vân, cái bên kia kìa, có màn đó kìa. Em thành công.
Vọt gà ba tành. Ôi trời ơi. Thế này chắc khách nào mà đánh về chạy bi. Chúng lùn. Quán này không có đường để chơi, mình bỏ không có đường để chơi. Chưa có đường chơi. Xích tí lấy mì. Dạ, nhít rộng đi luôn. Đó, đường vào vườn này rất là hay, nhìn chợt may mắn. Lấy mì. Ôi trời đất ơi, mày tỏ mày. Trời ơi, mày ghi này mấy hẳn. Nói gì nữa. Cảm mặt của chị tới đây luôn. Ôi rồi. Hai chỉ mà lòng chưa muốn nghỉ. Nhìn lên ảo hả? Như một cái tam giác canh ấy. Xem hay. Xuất thành công. Đặc biệt anh chưa lộn lần nào, nhưng mà từ lộn cái chết ba cái, chết ba cái anh giết hai con trai. Chơi, chơi giờ ép nó cũng bỏ luôn à. Việc là hôm nay thì các thư thủ đánh cực kỳ hay với các bạn. Các góc đánh thành tâm lý tứ giác siêu đẹp nhưng mà hình như không thành công được mấy. Chúc các bạn xem video vui vẻ.